Chúc mừng các bạn đến với thành phố Chicago. Mình là Trí Nguyễn, mình rất hân hạnh được gặp các bạn ở Khối Xe Channel. Nói gì đúng rồi đó. Thì ở phía bên phải của mình là các bạn thấy thành phố Chicago đúng không các bạn? Rất là tuyệt vời các bạn ạ, rất là tuyệt vời ha. Người ta nói ở thành phố Chicago này có nhiều em Việt Nam ở đây các bạn, nhiều phụ nữ Việt Nam đây lắm. Đó, người ta cho nên người ta nói là lên Chicago á gặp mấy em á, em nào em nấy giống như một cái tô. Người ta nói là khi các bạn lên Chicago á là gặp em nào em nấy cái ngực giống như là một cái tô vậy đó. Đó, đúng không ta? Cái này ai nói ta? Ai à, người ta nói à. Mai mốt mấy anh lên đây, mai mốt mấy anh lên đây thấy ngực em nào em nấy giống như là cái chén về đó, đó, đó. Thằng Khói Xe, thằng này tao chưa, hồi đó thì tao chưa thấy thằng nào xạo thằng Khói Xe đó. Thằng Khói Xe là thằng xạo nhất. Mình nói người ta nói. Mai mốt các bạn mà có nghe cái gì mình nói không đúng á thì các bạn phải nhớ là mình nói là người ta nói, ok, chứ không phải là mình nói, đúng không? Đó, cho nên các bạn là mai mốt nè. Ok, bây giờ mình quay 360 cho các bạn coi á, nó đẹp ha. Đó, lâu lâu chạy nói đó giờ mình chạy ngang cái khúc này mà mình không có quay 360 cho các bạn ha, thì bây giờ mình sẽ quay 360 cho các bạn coi. Thì thời tiết ở ngoài bây giờ hình như là có 50 độ các bạn ha, nó lạnh. Cho nên khìa cái máy GoPro ra ngoài ở trên cái sunroof á là nó bị lạnh chút cái nó bị tắt ha. Tiếc quá mình không có chạy được cái xe này qua cái mặt trước của bờ hồ á. Mặt trước của bờ hồ rất là đẹp các bạn. Đẹp lắm. Mùa hè á. Rất là đẹp. Bây giờ còn lạnh. Ok, bây giờ thì mình đi 290. Mai cái chỗ này nó sửa mấy năm nay mà nó chưa xong. Đang xây gì kìa. Wow, nó xây cái hầm gì kìa, thấy không? Wow. Mình mới có một cái nhắn tin là cái người này có chiếc 600LT, McLaren 600LT ở trên nhà cũ của mình cho nó đó. Anh mình quen ảnh lâu rồi. Ảnh cần kéo chiếc xe đó xuống với lại cái hãng Lamborghini ở trong downtown của Chicago chi không biết nữa. Chắc đổi vô gì hay gì đó. Mà vô cái chỗ đó đường trong thành phố Chicago rất là chặt các bạn. Cho nên chắc mình bãi cái kèo này mình thả xe xong rồi mình bắn qua, mình lên nhà mình. Bây giờ mình tắm rửa xong cái mình bắn qua bên thành phố Des Moines các bạn ha. Vào nó liền. Xong bóc xe cái giọt về dưới liền. Wow. Thì theo như dự báo thời tiết của anh Khói Xe mình đến Chicago khoảng 9 giờ mấy, 10 giờ. Thì bây giờ là 11 giờ 40 rồi các bạn, 11:40 à. Thì phải ghé đổ xăng một lần và đi tiểu vài lần. Thì nói chung là mình đón giờ rất là đúng. Mình nói thiệt với các bạn á là mình là cái người bạn biết
một trong vài người thôi là phải nói là chịu chạy xe, công nhận. Nghe chưa? Tụi mình đã quyết tâm là mình chạy lên đây, thả xe xong mình chạy qua bên kia, là đi chạy qua bên tiểu bang Iowa, là chiều nay tối nay thì mình bốc chiếc Hurricane đó nữa là mình chạy về dưới. Thì đêm vừa rồi mình chạy thẳng mình không có ngủ, thì đêm nay bắt buộc mình phải ngủ ha. Tại vì mình có thể thức chạy 36 tiếng nếu mà cái sức khỏe của mình á, thì mới thể thức chạy 36 tiếng chạy thẳng luôn. Nhưng mà tối nay bốc xe xong rồi chắc mình đi đến đoạn nào mình ghé mình ngủ vài tiếng các bạn. Ok, thì bây giờ mình đã tới cái hãng McLaren. Thì bây giờ mình ôm cái cua này, nó rất là hẹp nha các bạn, cho cái cẩu của mình vô nha. Nhưng mà để mình ráng mình vô ha. Ok, thì các bạn thấy ở trong đó có chiếc Senna màu cam ha các bạn ha. Hey, đừng có đóng lại, cứ mở đóng cái gì. Ok, bây giờ mình phải đi hết qua bên đây. Bắt đầu muốn quẹo qua bên đây. Ok, quẹo không hết thì dè lại chút. Quẹo qua luôn. Có leo lại không? Dư chỗ. Qua luôn. Qua luôn anh Trí ơi. Qua luôn anh Trí ơi. Tới luôn bác Tài ơi. Ok, nhớt chiếc nào là đền chiếc đấy á. Nhớt chiếc nào là đền chiếc đấy. Wow, công nhận mình cắt cái cua. Các bạn nhìn ở phía bên phải, các bạn nhiều khi các bạn không thấy, nhưng mà cái bánh xe của mình nó vừa gần cái lời luôn ha các bạn ha. Lần này mình quẹo chuẩn hơn lần trước. McLaren 600LT. À, sao cho BLT. Yeah, a couple den on the other side too. Hey, let me look at the keys inside, okay? cái cục bình cái tục cái bình tắc kia cho cái loại McLaren này, nó cái xe McLaren nó khác với xe thường các bạn ha, cho nên dùng không đúng nó bị hư hết á. Contact area with door, make sure no contact is made. No paperwork. Yeah. Good. You caution when open door will contact front fender. Ok, thì xe mở lên nó bị chắc bị đụng đâu đây nè. Cái này nó bị đụng nha, sao đó. Mắc cái nút này ha. Đó là center cap ha. Wow. Xe vậy mà nó nhìn giống như là một cái chiếc không thương tiếc vậy các bạn. Dơ.
thiệt là đau xót. Good. Thank you. Then on that side, yeah. I did a video too, so. Okay. Awesome. Thank you. MP12 650 570 vào cái màu ngầu các bạn ha. Okay, các bạn muốn mua 570 720 nói cho mình biết nha, mình sẽ lấy cái giá rất là đặc biệt cho các bạn. Đừng đi ra mấy cái hãng thường ở ngoài mà mua đắt tiền lắm. Nếu mà muốn mua McLaren dưới giá tốt, các bạn liên lạc mình. Mình kiếm cho các bạn cái giá rất là tốt. Từ thằng bạn của mình, mấy thằng lặng nó chuyên bán về McLaren. 570. 570. Này là MP12 mà mui trần ha. 720 ha các bạn ha. Màu trắng. Ồ, chiếc 600LT này nhìn đẹp các bạn ha. Carbon phấn chứa luôn. Chạy cực sốc cực nhanh nha. Cái này mình đi bộ độ nữa ha. Bắn lửa ra. Bắn ra ngoài này ha. Nó làm cái này nó mát vậy để nó có cái độ mà sơn từ nó đi chống nóng các bạn ha, từ cái lửa nó phun qua hướng này nè. Chứ cái chỗ này nó không có làm carbon được. Giống như cái kia cho nó làm cái này để nó chống nóng. Ok, thì bây giờ mình phải đi làm việc tiếp. Ok, bây giờ mình phải dè cái đít qua bút bên kia xong mình mấy cái đầu qua đi kiếm đồ tàu ăn các bạn ơi. Chắc chạy ngang xa lộ bên kia mua đồ tàu ăn. Đói bụng quá rồi. Các bạn coi chiếc Max ha. G-Samba. Ok, tiếp tục hành trình. Ok, để mình chia sẻ một vài điều cho các bạn. Các bạn thấy dân ở Chicago chạy xe cũng rất là sốc các bạn ha. Thì cái anh Semi này á, đằng trước mình nè, ảnh xin qua thì cái anh vàng ở trên này nó cứ bu xét đít luôn, không cho qua, không cho cái thằng container qua đó, không cho tao qua. Bắt cái này phải bu đây, trong khi mình đây mình phải dướng ở phía sau, trong khi mấy ông xe con á, lên trên tấm phía trên cái chặn vô thì mình cứ ở phía sau này mình ngồi riết. Đói bụng lắm rồi. Qua đi container, mày ép luôn cho tao, ép tụi nó đi. Ép nó vô, lủi nó vô. Kẹt với container này cho nên mấy xe con trên nó chạy lên trên đầu kia nó lủi vô hết hả ha. Không ai cho anh vô hết. Thường xe tải nó nhường nhau chứ sao mà thằng xe tải màu vàng kia nó không cho anh vô. Thằng này chắc vô nè, này cho vô nè, đó, thấy không? Chạy xe lịch sự vậy chứ. Đó. Còn mấy ông nội này, chạy thẳng đi mày. Cái lên tao quẹo mà lủi vô đây. Đó. Chặn đầu người ta. Thứ gì đâu không à. Thứ gì đâu á. Chữ đó. Thứ gì đâu không à. Ok, thì bây giờ mình đi lên thả chiếc Hurricane màu xanh ha. Nhưng mà trước khi đó mình mua đồ ăn, mình ăn các bạn, đói bụng quá. Đói bụng rồi. Khúc đường này nè, nó sửa riết à, mà nó hư riết nè các bạn, hư riết nè. Chạy vô đây nó dằn cho coi nè.
với lại một chút chạy vô cái hầm ở phía trước mình nè, đường nó dằn vậy sao luôn. Gì chứ đường Chicago là mình rành lắm à. Vô đây nè, vô cái hầm cầu ở đây nó dằn vậy đó. Dạ kêu. Vô cái hầm Thủ Thiêm. Hầm này là hầm Thủ Thiêm nha các bạn. Sẵn sàng cho thành phố Hồ Chí Minh nha. Wisconsin 94 West. Thẳng tiến tới. Đó, chạy à, từ bên phải mình bắt qua bên trái gần mình xây đi chạy kìa, đúng không? Bắt qua bên đó chạy lên kìa. Phải chạy cho lên được cái lane express. Mà trong khi cái lane này cũng đâu có busy nào, có kẹt xe đâu. Duka đi các bạn, Duka đi. Đó các bạn thấy Tom Cruise không? Tom Cruise chạy chiếc Duka đi kìa. Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Hey, Tom Cruise. What's up buddy? Cậu nghe không? Đó. Duka đi mới chịu á. Bên kia bị kẹt xe các bạn ha. Ok, tới đầu tàu rồi các bạn ơi. Thì đi cái xe của mình á, thường thường mình chỉ vô trong cái mấy chỗ này mình đậu xe, mình bước qua bên đó mình mua đồ ăn mới có thôi. Chứ vô mấy nhà hàng là vô không nổi các bạn, tại vì nó nhỏ quá. Còn đây thì mình đậu ở bên xà lộ là mình vô mua đồ ăn thôi. Chỗ cho cái những chiếc container nó đậu các bạn. Đó. Ok, mình có chỗ đậu không? Không có chỗ đậu hả? Mày đậu bà đây đi. Tính sao? Đây thì mới mua đồ ăn tàu ha. À. Ở đây vô đây ngồi nghỉ relax stress được các bạn đó. Ngồi đi ăn xong ngắm xe chạy xuống chạy lên đây nè, nhìn rất là vui. Thì những cái đoạn đường này nó trả tiền các bạn, đường trả tiền đường mới có ha, mới có cái những cái chỗ ăn như vậy nè, nó chỗ như vậy. Thì ở đây nó có cái cửa đi ra đây các bạn, ra đây ở trên hướng này và hướng sau lưng mình là nó đều có hai cái sòng bài rất là lớn. Thì ở đây cũng có cửa cho các bạn bước ra, bên kia cũng có cửa cho các bạn bước ra. Thì mỗi lần mà ai mà đi sòng bài về ghé ngang đây ăn xong bước ra xong rồi nhảy xuống luôn đó, thì nó làm cái cửa vậy cho người ta, thiết kế vậy cho những người đó, người ta muốn nhảy xuống. Tí xạo quá. Có ghế massage nè, ngồi massage nè. Mùa dịch thôi, ngồi đó mà xa nó dính nguyên một con dịch trong người luôn. Ok, thì bây giờ bắt đầu đi các bạn ha, vừa chạy vừa ăn xấu khẩu. Con người lúc nào cũng kêu sao bên này, đó là chạy theo thời gian các bạn, lúc nào cũng phải chạy theo thời gian hết.
lạnh quá các bạn ơi. Các bạn coi mình nè, ăn bận à. Lên tới đây lạnh nè, hôm qua ở dưới Hiếu Sình đổ mồ hôi luôn, 80 độ. Mới lên đây, gió, đây gió. Thêm ba lần không gió thì ok, không gió mà mặt trời ra thì ok ha. À, cảm thấy nó cũng mát mát lạnh lạnh thôi à. Mà gió lên một cái rất là lạnh. Tiếp tục lên được. Hành trình của mình chưa xong, phụ chưa xong. Wow, oh my god, ngon quá các bạn ơi. Nguyên một cái dĩa cơm tàu, mình sớt không còn một hộp. Nhanh, lẹ, gọn. Oh my god, thì lâu quá mình không ăn cơm tàu các bạn. Nay cũng vừa đói bụng mà ăn cơm tàu nghe nó ngon vậy sao luôn. Bởi vậy ông bà ta hồi xưa có nói á, là ở trên đời á, bốn cái mà đàn ông là sướng nhất mà nên cần phải có nữa đó, là ăn cơm tàu, ở nhà Tây, lái xe Ý, cưới vợ Việt Nam đó. Đúng các bạn, hợp lý không, hợp lý không anh em, là hợp lý cho mình cái like nha. Thì bây giờ vô nhà của thằng Tiêu, là thằng chủ chiếc Twin Turbo Hurricane các bạn ha. Anh không có nhà rồi, chỉ có bạn gái đó nhà. Đừng có suy nghĩ bậy nha các bạn, đừng có suy nghĩ bậy nha các bạn trai trẻ, đừng có suy nghĩ bậy nha. Nghĩ bậy. Lên đây thấy buồn quá các bạn ơi, xe nó buồn quá, thấy không? Buồn như con chuồn chuồn, không có ai cùng ở chuồng. Buồn như con chuồn chuồn, ở chuồng một mình càng buồn hơn. Ok, tới giờ đó rồi, nhà đó là mình bên phải nè. Ok, đậu xe vô đây. Bây giờ bật đèn lại lên, xuống lấy xe, thả cho nó, xong giọt. Ok, thì bây giờ mình đang ở cái chỗ gần nhà mình đó các bạn ha. À, cái chỗ này là cái chỗ chuyên môn làm sắt. Sắt cứng, đặc, dày, dài, nhọn, cái gì nó cũng làm từ đây hết. Thì mình có một cái tài khoản ở đây, tài khoản là kêu bằng gì, account, cái account ở đây nè. Thì mình gọi lên, hồi đó mình làm đồ á, thì mình lại đây mình hay đặt đồ ở đây nè. Thì mình đặt đồ khoảng 3-4 tuần rồi, thì bây giờ mình lên mình lấy, nó nói cái đồ mình đặt nó kiếm không được, chắc ai quăng đâu rồi. Tao nói, mình nói trời ơi, tốn tiền 2000 mấy đô tiền đồ mà mình đặt mà nó nói mày quăng là sao. Thì mình gọi cái thằng con của ông chủ này. Con của ông chủ này là một cái thằng nó chơi xe, hồi đó chơi xe với mình. Thì mình gọi nó, mình nói ê mày gọi mày để của mày, mày kêu tụi nó phải làm liền cho tao, tự tao đến từ ở Houston hôm nay tao lên tao lấy, mà giờ không có đồ cho tao làm sao, tao phải đi về nó. Cái nó gọi vô, nó gọi vô nó kêu mấy thằng này kiếm, tụi mày phải kiếm ra cho được. Thì giờ nó kiếm ra được à. Thì bây giờ nó kiếm ra được. Bây giờ mình sửa sạn cho nó phải phụ mình đem quăng qua phía bên kia. Quăng phía bên kia. That's awesome. Thank you so much. Of course, man. I have a bike in here. How am I gonna fit in here? We're gonna have to go in the backyard. But that forklift won't be able to make it through the tailgate, though. We can turn the
We can turn the wood. We'll get it in there. We're gonna have to spin it. Oh yeah, yeah, yeah. I think the car will probably will not go. It's gonna be wider. Okay. So. Go further in. Oh, that's more, a little more. Little. Can we get to brother bike? Brother bike. Awesome, awesome, brother. Awesome. Okay, let's just sit down. Oh, okay. Watch your hand. Good to go. Oh my god. Các bạn thấy nó để chữ trí arrow đàng hoàng không? Trí arrow đàng hoàng mà nó mắc. Nó mắc. No, tụi nó kiếm, nó thật ra nó kiếm cũng lâu luôn các bạn. Nó kiếm cũng khoảng nửa tiếng đồng hồ gặp. Ok, phụ mấy thằng đó khiêng lên mà có chạy luôn. Thì đây cũng là một cái đề tài mà muốn chia sẻ với các bạn. Thì không phải ở Việt Nam không mà ở Mỹ cũng vậy các bạn. Quen biết rộng rãi á, nó làm cho công việc nó nhẹ, nó được suôn sẻ hơn và nó dễ dàng hơn. Đó, quen biết rộng rãi á, nó là như vậy. Ở Mỹ cũng vậy. Thì mình ở đây cũng 20 mấy năm trời các bạn. Hồi đó thì ở Miami, Florida một thời gian, sau lên đây ở cũng 20 mấy năm trời. Thì mình nói chung là cuộc đời của mình lớn á, ở trên cái tiểu bang này nó cũng khá là có nhiều cái kỷ niệm ở tiểu bang này. Và mình quen tụi Mỹ rất là nhiều, bạn bè của mình ở đây. Từ bây giờ mình về Houston mình chơi với người Việt Nam cái mình bỏ tụi Mỹ ra hết chưa. Cho nên mình tạo thêm một cái kênh Facebook, mà cái kênh Việt Nam á, cái kênh Việt Nam của mình á. Còn cái kênh Mỹ á, là toàn là tụi Mỹ không. Cái kênh Mỹ là cái Facebook Mỹ á, là Facebook cũ là toàn tụi Mỹ trắng bạn mình không. Còn cái Facebook mới tạo 1-2 năm nay là Facebook là Việt Nam, dành cho đồng bào Việt Nam, bạn bè Việt Nam của chúng ta chứ không phải đồng bào Việt Nam. nói hơi giống như là mình là dân vật gì quan trọng lắm các bạn. Không có, mình quên, mình nói là cho bạn bè Việt Nam nữa. Ok, thì bây giờ mình đang trên đường đi qua bên thành phố Des Moines, tiểu bang Iowa. Bạn bên kia. nó chạy chiếc để coi nó chạy hay không. Nó chạy hay không? Ở đây thẳng luôn à. Nó phân Lambo đô, nó phân đầy đủ hết thằng. Oh my god. Có thời gian nó cũng hỏi, nó muốn chạy chạy xe trọng tải, chạy xe kéo xe chạy cho mình nè. Thời gian ảnh phân cái chiếc Toyota Scion TC á các bạn. Chiếc nhỏ nhỏ mà phân wide body á. Wide body rồi phân đuôi cao, rồi phân cửa Lambo, mà tối ngày anh bỏ hình lên cái trang mạng bên kia, anh cứ kêu mình vô. Ê mày vô mày cũng như là cái cũng như là bầu cho xe nó đẹp nhất á, cũng như là vô á. Là nói làm cho xe nó đẹp nhất để nó được giải thưởng. Brad, tên là Brad. Lâu quá. Anh bóp càng cho anh, nó nhìn anh biết mình chứ. Ở đây có thằng nào mà chạy chiếc trailer dài vậy vậy đâu. Asian chứ anh. Anyway, thì bây giờ trên đường đi qua bên tiểu bang, nó bốc chiếc Hurricane của người Anh, xong rồi cái đầu mình giọt về Houston các bạn ha. Mới đi có chút mà nhớ Houston quá các bạn ơi. Ở đây nó lạnh thấy bà luôn. Bây giờ nhiều các bạn coi nè, 49 độ mà mình bận quần đùi áo thun, chạy lỏng nhỏng, mang đôi dép lào, chạy lỏng nhỏng. Nói chứ Wisconsin này nó có nhiều cái cũng vui nữa các bạn. Mùa hè rất là đẹp, rất là vui. Thì mùa hè này giữa tháng 5 này nó có một cái đợt chơi xe rất lớn cho một cái cuối tuần ở công viên nước lớn nhất ở nước Mỹ, mà nó gọi là Wisconsin Dells. Thì giữa tháng 5 này mình sẽ kéo xe của mình lên đây, xong đi chơi với tụi bạn của mình ở đây một cái cuối tuần.
thì mình sẽ quay phim mấy cái clip rồi chia sẻ cho các bạn. Những cái công viên nước ở trên đây rất là lớn. Nó nói là lớn nhất thế giới mà. Ở đây có công viên nước lớn nhất thế giới. Wisconsin Dells, nó gọi vậy đó. Và mấy năm trước lớn nhất thế giới mà biết gần sao. Tại vì càng ngày nhiều cái đất nước khác nó phát triển nữa, mình không biết nữa. Cái về đây thì rất là có nhiều kỷ niệm, nhiều kỷ niệm vui buồn lẫn lộn ở đây. hồi đi học high school ở đây là quen toàn là gậy mi trắng không à. Rất là nhiều đó, quậy dữ lắm. Sau này lớn lên cái mới biết là cái cội nguồn của mình là mình phải về cội nguồn Việt Nam đó. Chứ đó tụi trẻ đi chơi với Mỹ, quen bạn gái Mỹ không à. Nhưng mà khi mà cưới vợ rồi thì mình biết là mình phải nên cưới vợ Việt Nam, đúng không? Mình lập lại một câu nữa cho các bạn nghe nè. Ở đời á, người đàn ông có bốn cái sướng nhất mà nên có trong đời. Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, chạy xe Ý, cưới vợ Việt Nam. Sao vậy? Sao tự nhiên tắt rồi? Mua tới 320 đô luôn mà. Ngoài nghe lạnh các bạn. Bông cho nó đầy luôn là chạy về, hy vọng chạy về tới dưới luôn. Tại vì xăng dầu ở dưới Texas nó rẻ hơn trên đây miền Bắc thì nó lạnh, nó mắc. Come on. Chín mươi chín chấm bảy ga lông và 309 đô rồi mà nó còn chạy. Lẹ đi, lạnh quá. Ở khúc này nó chạy chậm. Cuộc đời là những chuyến đi, đi qua đi lại tô mì mất tiêu. Ý, tô mì còn ở đây. Lạnh. Bây giờ 48 độ các bạn, 48 độ à. Thì hồi chiều hôm qua cũng giờ này là mình mới ra thành phố Houston chạy lên chút, còn nằm ở trong bang Texas. Thời tiết rất là ấm cúng. Còn bây giờ bắt đầu nó lạnh. Các bạn. Ok, thì bây giờ mình tới cái Walmart này, nó gọi là Supercenter Walmart đó các bạn. Thì cái nó cũng khá là lớn. Thì chỗ này vô ra đậu xe cho nó dễ mà. Bây giờ giờ hạ cái bựng nó xuống. Mustang, ngầu chưa? Ok, hai bữa nó xuống. Lâu quá không chạy em này. Thấy mắc dữ ghê không? Hung dữ dễ sợ luôn á. Ngầu quá luôn. Nè các coi.
Wow, that's the sound of Ducati. Đó là tiếng bộ của Ducati. Vô đó ngợp đấy. Nè con tí mà ngợp luôn ạ. Đâu rồi? Lamborghini đâu rồi? Chắc vòng vòng cái thành phố nhỏ này chắc có mình ảnh có Lamborghini à. Nhiều cái thành phố nhỏ đó người ta không biết xe Lamborghini là làm sao nữa các bạn. À, người ta chỉ nghe thôi, chứ nhiều khi gặp ngoài đời tới ủa xe đó xe phải Lamborghini hả? Mấy cái thành phố nhỏ đó. Giờ đứng đây để chờ anh chút. Hên là đem cái áo gió theo không lạnh thấy màu luôn. Đó nghe không? Nghe Lamborghini không? Đó. Chạy tới đây là mình đã nghe rồi. Bô rất là êm. Bô jean mà. Đó chạy vô kìa. Bụp. Xe này xong mà đẹp lắm các bạn. Quẹo đây được không? Qua đây chút, qua đây chút, ok. Xong móc qua lại. Móc qua lại. Ok, good. Đẹp nha. Đẹp nha. Kêu bé không? Chạy cái cửa đó, cái lấy đồ bỏ qua, bỏ bên hông mô tô của con. Chạy sát lại. Bỏ bên hông mô tô á. Con không hả? Dạ. Đã gì đó. À, ngay cửa đó đó con. Ngay cái cửa open đó con. Ok, để em chạy cho. Xe là đâu chạy trụ gì đâu hả? Hả? Đâu chạy trụ gì đâu hả? Không, không. Ok, ok. Đẹp cái màu đẹp ha, màu. Có bị cái lường bữa chụp chân. Ồ, dạ, không sao, em thấy rồi, không sao đâu. Ừ. Cái này okay. Mua ở bên Houston luôn á. Ồ, vậy hả? Dạ. Ồ. Ok, cái anh chụp hình cây số lại, chụp hình cây số lại giùm em ha. Cây số gì? Cây số mai lên ờ. Nó chụp lại giùm em đi. Thì, sau khi gặp anh Thanh lấy xe xong, bây giờ ở đây về đến nhà là khoảng wow. Đây coi. Đường nào đây? Ok. Đường quẹo trái đây ha. Đây. Ở đây về tới nhà 14 tiếng. Thì dự báo thời tiết của anh khói xe là 14 tiếng. Thì cái dự báo thời tiết của chiếc xe nó nói là để mình quẹo cho cái. Nó là 11 giờ trưa mình sẽ về tới Houston. Nhưng mà dự báo thời tiết của anh khói xe nói là tối nay là anh khói xe phải ngủ ít nhất là 4 tiếng. Ít nhất là 4 tiếng. Mình nghĩ ngủ 4 tiếng được rồi. Tại vì còn 6 tiếng á, để sau này mình cộng vô với lại cộng vô là sau này ngủ luôn á, rồi mình cộng luôn, không sao. Sống là phải thức, phải làm việc, phải phấn đấu, nhưng mà sống là để ngủ. À, ngủ là để sau này mình ngủ bù, ngủ trừ đó. Ok, thì bây giờ trên đường về đó nó tối rồi các bạn ha. Tối thui à. Chứ quay cũng không có cái gì nào đẹp thì ngày mai xuống Dallas rồi này kia xuống băng ngang qua Oklahoma City xuống dưới Dallas nữa thì cảnh nó đẹp hơn, thành phố rất là đẹp thì mình sẽ quay và chia sẻ với các bạn ha. Ok các bạn, thì bây giờ đang ở trong tiểu bang Missouri ha. Tiểu bang Missouri thì nó cũng gần qua cái tiểu bang Kansas. Thì tối hôm nay mình
ghé đây mình ngủ vài tiếng á. Thì thường mấy cái chỗ này vô khuya khuya đó khó kiếm chỗ đậu các bạn, tại vì mấy cái container đậu hết à. Thì mình lủi vô đây mình đậu đỡ. Hay không ta? Có hôi vậy các bạn? Để mình coi coi, mình đừng có lò đít ra ngoài nhiều quá rồi nhiều khi tối tụi nó mệt, tụi nó chạy á, nó quẹt mình. Ok. Giờ đi ăn miếng cơm, xúc miệng xong mà làm giấc à. Thì hồi tối anh Thanh có mua cho mình một cái gỏi cuốn với là một cái cơm sườn bì chả rất là ngon. Cảm ơn anh Thanh rất là nhiều. Thì ăn cơm này nhớ Sơn Phan. Hồi đó cũng mình đến lấy xe rồi mua cho mình dĩa cơm sườn. Thì nói chung là ở đây cũng không phải là vì cái dĩa cơm mà vì cái tình nghĩa anh em làm như vậy, mình cảm thấy rất là vui, rất là mến. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, và cái video hôm nay tạm thời dừng ở đây các bạn ha. Mình giờ cũng bắt đầu mệt rồi, cho nên ghé ngủ vài tiếng xong rồi thì ngày mai ban ngày thì mình sẽ làm cái vlog cho cái clip thứ ba ha. Clip này là clip thứ hai ha. Mai là clip thứ ba. Thì cái video hôm nay tạm thời dừng ở đây ha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ và chia sẻ kênh Khói Xe ha. Chúc các bạn và gia đình các bạn được giàu sức khỏe ha. Công việc được luôn luôn được may mắn. Hẹn gặp lại cái clip sau ha. Tạm biệt nha. Bye bye.